Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái đồng hồ tính sáng khi mà chạy nhanh lên cây kim màu đỏ của nó sẽ chớp nha, cây hoa bút luôn. Con xe 86 nha. Ta sẽ coi chi tiết từng cái. Đây là mặt sau. Rồi, đây là cái chân. Còn đẹp. Rất đẹp nha. Mặt trước kén không có bị xước gì. Ron cao su vẫn còn đẹp. Phía sau cái chữ mé đền và bằng ha. Đây mặt trước cái ron cao su này đã cứng, cái chân này thì không đẹp bằng chân kia, mặt sau này thì không đẹp bằng cái mặt kia. Giờ ta lên tay rõ, đây có chữ HM Medin da băng ở đây đó. Thì hai cặp kiến này là một cặp đời trước, một cặp đời sau, nó đều là Medin da băng ở đây. Ở đây có đều Medin da băng hết, nhưng mà hai cái cặp kiến này hai cái hiệu khác nhau, có nghĩa là một thằng đời trước, thằng đời sau, chứ không phải hai thằng cùng đời. Một thằng là sản xuất trước, thằng sản xuất sau thôi, nhưng mà đều cùng là đều chung là cánh nén hết, đều là Medin da băng hết đó. Rồi tình trạng nó là như vậy. Rồi bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình nha. Số điện thoại là 0982116306, 0982116306. Website là xehondacup.com hoặc là aothuatviet5.net nha. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi chúng ta sẽ khám phá, đây là bộ cam chì bắp chuối. Ok, thì nó có gì đặc biệt? Đây là cam riêng, cam chì bắp chuối. Thứ nhất, điều đặc biệt thứ nhất là hai cái chân cam này nè là nó bằng nhau ha. Cam trước với cam sau là nó bằng nhau. Nếu mà đúng ra khi chúng ta mua một bộ cam mới thì cam sau cái lỗ cam này nó sẽ bự hơn và cam trước. Nó là lỗ cam nhỏ. Cam lô thì cái lỗ cam nó sẽ bằng hai cái cam này và chân sau nó bự hơn. Còn đây là cam dinh, cam bắp chuối. Thì đối với cam bắp chuối thì cái cam sau nó là bắp chuối. Đây cái khúc đây nó bự, xong rồi lại đây nó nhỏ hơn một chút. Nó có cái khúc ở đây, tức là ở khúc đằng sau nó bự, còn khúc bên đây nó nhỏ. Còn cam trước thì nhỏ hết, không có bắp chuối ha. Tại sao gọi là cam chì? Là tại vì cái màu ở đây nè, cái màu đây là cái màu sắc. Cái cây cam này nè, nó màu chì và nó không có bị rỉ sét theo thời gian. Còn đối với cái cam mới bây giờ thì nó không có màu chì mà nó là cái màu si lên, người ta si bạc, si nóc hoặc là si bạc lên, thì lâu ngày cái cam nó sẽ bị sắc ăn. Còn cam này nó không bị sắc ăn đó. Cam dinh thì ở đây nó có ba cái chấm này, thấy không đó. Cái thứ hai là nó màu chì, cái thứ ba nó là có cái thằng bắp chuối. Cái lỗ của chúng ta là cái lỗ dấu cộng này đó, thấy chưa? Cái lỗ đinh là lỗ dấu cộng. Lưu ý là đối với cái lỗ cái chân cam bắt này nè mà cam lô thì cái chân nó sẽ là một ngang thôi, chứ nó không phải dấu cộng, nó chỉ là một dấu trừ thôi. Còn ở đây nó là dấu cộng, yeah. Còn với cam lô thì một dấu trừ thôi. Bên đây cũng vậy, hai đầu đều là dấu cộng hết. Đó là cách để các bạn phân biệt được cam dinh và cam lô nha. Đó, cam dinh là một chì. Ok, đây mình lấy một cái bộ lô cho các bạn coi. Bộ lô cầm mới đây. Đây, mình lấy cái bị cầm này cho các bạn coi, để các bạn phân biệt được đâu là cam dinh, đâu là cam lô.
Đây, các bạn thấy cầm mới, cái chân của nó có dấu dấu trừ. Thấy không? Nó có dấu trừ. Còn cầm dinh là nó dấu cộng nha. Ok. Cái thứ hai là đối với cầm mới thì nó như thế này, hoặc là cầm thái thì nó cũng trắng như vậy. Ở đây là mình không có phân biệt là chất lượng ha. Chất lượng thì theo mình nghĩ là độ cứng và độ bền hai cây ngang nhau, chứ không có cây nào hơn cây nào đâu. Nhưng mà chúng ta chơi đồ riêng thì chúng ta biết cái nào zin và lô chúng ta gắn đúng xe thôi. Chứ ở đây mình không có nói là cầm mới này là dở hơn cầm đây, chưa chắc, có thể cầm này nó dở hơn cầm đây ha. Nói chung là mình không có, vì chất lượng mình không có khả năng đảm bảo là cái nào ngon tốt hơn cái nào. Đối với mình, theo mình nghĩ ha, theo mình nghĩ thì chất lượng hai cây là như nhau, tại vì nó bằng kim loại, nó không biết khi nào mà nó sứt hay nó gãy đâu. Nhưng mà để phân biệt đồ zin đồ lô thì trong giới hạn kiến thức của mình thì mình hướng dẫn cho các bạn phân biệt được cái nào là zin lô. Một là cái đầu dấu cộng, cái thứ hai là màu chì, cái thứ ba là có cầm bắp chuối ở đây, và cái thứ tư là chân cầm của trước sau nó bằng nhau. Ok, đó. Thì đối với niền, đối với cái niền á, thì hai cái chân cầm này nó cũng phải bằng nhau ha, cái lỗ niền cũng phải bằng nhau. Còn lỗ niền mà lỗ lớn lỗ nhỏ là coi chừng niền lô ha. Đó, đó là cách phân biệt. Thì hôm nay mình cho các bạn coi cây cầm bắp chuối này như thế nào. Đây, đây là sẵn có hai cái niền, có hai cái niền. Đây, niền 5775 nguyên một. Hai cặp niền 577. Đây, cặp niền 577, 577. Cặp niền đây có một cặp niền tháng trời ha. Cặp niền đây mình đang chuẩn bị gắn vô cái con xe đây. Con này. Đây chuẩn bị gắn vô con đây. Đó. Ok, thì các bạn thấy hai cái lỗ cầm này nó bằng nhau nè. Thấy chưa? Ok.